Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Xe Máy Nhập Khẩu. Như thường lệ thì em đang có mặt tại xe máy Hà Đặng 4. Địa chỉ của bên em là 1361 tỉnh lộ 43, khu phố 2, Bình Chiểu, Thủ Đức. Như các bạn đã thấy thì kế bên em đây là dòng xe Honda AB ha, gọi tắt là AB đi cho nó nhanh. Thì đối với dòng xe này hiện tại là Honda nó chỉ ra có 3 màu cơ bản thôi, đó là màu đen nhám, màu xanh bóng này nè và màu đỏ bóng nha. Thì một số anh chị hỏi em là tại sao AB nó ít màu như thế này ha. Thì Honda nó ra những cái màu cơ bản như thế vậy thôi anh chị. Nếu như mà anh chị muốn lên màu 3D, bên em sẽ hỗ trợ lên 3D cho anh chị luôn ha. Phí 3D của bên em là 2,5 triệu thôi. Bên em đổi màu theo yêu cầu của khách hàng. Anh chị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ vào số điện thoại mà em để bên dưới cho mình. Thì đối với dòng xe này em sẽ báo giá cho anh chị là báo giá bao gồm thuế VAT cho mình luôn. Đối với con màu xanh này là 42 cũ, 42 triệu ha, 42 triệu 6. Và con này là 44 triệu 6. Nó khác nhau ở phiên bản ha anh chị ạ. Có nghĩa là về cơ cấu dàn áo thì nó đều giống nhau cả, máy móc nó đều giống nhau cả. Nó khác nhau về màu sơn xe, thì con màu đỏ bóng và xanh bóng, hai con này 42 triệu 6, nó thuộc phiên bản cao cấp. Còn con này là phiên bản đặc biệt màu đen nhám. Con này hiện tại có giá là 44 triệu 6 ha. Giá em báo cho mình là giá đã bao gồm thuế VAT luôn. Anh chị có nhu cầu mua trả góp, chỉ cần trả trước cho bên em tầm khoảng 2-3 triệu là đã có thể lên ngay hồ sơ. Hồ sơ và thủ tục bên em cực kỳ nhanh chóng ha. Nó chỉ độ khoảng 30-45 phút thôi. Sau đó là mình sẽ nhận xe trong ngày luôn. Kèm theo đó thì bên em đang có chương trình quà tặng ở trong tháng nhân dịp Tết Nguyên Đán này cho anh chị ha. Thì bên em sẽ tặng cho mình một phong bao lì xì là cái thứ nhất ha. Một gói phủ nano trong vòng 1 năm, nón bảo hiểm, móc khóa nhớ miễn phí kèm theo xe. Đặc biệt là một phiếu phụ kiện trị giá lên tới 500.000. Và khi mà anh chị ghé qua cửa hàng, liên hệ trực tiếp cho em sẽ hỗ trợ anh chị giảm giá cho mình thêm 500.000 nữa. Nhưng mà anh chị phải liên hệ trước cho em nha. Rồi, để mà đi sâu hơn về phần thiết kế xe thì anh chị thì chúng ta sẽ thấy là nó chỉ khác cái đời cũ một chút xíu thôi, chứ nó cũng không có khác nhiều ha. Đa số là màu sơn xe thôi. Như em có báo với mình rồi á, thì anh chị hãy liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0336074707. Em tên là Trang ha. Thì em sẽ tư vấn cho anh chị. Ngoài dòng AB ra thì bên em có tất cả các loại xe mà anh chị yêu cầu luôn. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo.